Do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể sớm đi đến biển tất cả phương hướng, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể ở trong một sợi lông hết kiếp tuổi vị lai tu Bồ Tát hạnh, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà ở trong niệm niệm hành Bồ Tát hạnh, rốt ráo an trụ bậc nhất thiết trí, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể nhập vào thần lực tự tại các đạo trang nghiêm của tất cả Như Lai ba đời, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể thường vào khắp các pháp giới môn, do nhờ gần gũi thiện tri thức thường duyên pháp giới chưa từng động xuất mà có thể đến khắp mười phương cõi nước. Lúc đó thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy: do nhờ gần gũi thiện tri thức mà dũng mãnh sinh tu đạo nhất thiết trí huệ, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà mau chóng sinh ra biển các đại nguyện, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà trí nguyện vì tất cả chúng sinh hết kiếp thuở vị lai thọ vô lượng khổ, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà mặc áo giáp đại tinh tấn ở trong một hạt bụi nói pháp âm thanh khắp cùng pháp giới có sức thần thông này, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể sớm đi đến biển tất cả phương hướng, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể ở trong một sợi lông hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà ở trong niệm niệm hành Bồ Tát hạnh, rốt ráo an trụ bậc nhất thiết trí, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể nhập vào thần lực tự tại các đạo trang nghiêm của tất cả Như Lai ba đời, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể thường vào khắp các pháp giới môn, do nhờ gần gũi thiện tri thức thường xuyên pháp giới chưa từng động xuất mà có thể đến khắp mười phương cõi nước. Đây là phát quang địa thứ ba thành tựu thắng định đại pháp tổng trì, vì có thể phát vô biên diệu huệ quang thiện hữu là hỷ mục quán sát chúng sinh. Hỷ mục biểu thị ngài có thể nhẫn thấy ác vật. Quán sát tức là ngài từ sự tu hành văn trì mà phát quang. Bấy giờ thiện tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, lập tức đi đến chỗ vị dạ thần hỷ mục quán sát chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở tại đạo tràng chúng hội Như Lai, ngồi tòa sư tử liên hoa tạng, nhập vào giải thoát đại thế lực phổ hỷ tràng. Trên thân ngài trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra vô lượng thứ mây biến hóa thân, tùy chúng sinh đáng dùng lời nói vi diệu, liền vì họ mà nói pháp. Nhiếp thọ các vô lượng tất cả chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ mà được lợi ích. Lúc đó thiện tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, lập tức đi đến chỗ dạ thần hỷ mục quán sát chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở tại đạo tràng chúng hội của Như Lai, ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, nhập vào giải thoát tam muội đại thế lực phổ hỷ tràng. Nhiếp phục hết là đại thế lực khắp xương quần cơ nên gọi là phổ hỷ, thôi phục cao hiển cho nên gọi là tràng. Từ trên thân ngài trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra vô lượng thứ mây biến hóa thân, tùy thuận căn cơ chúng sinh đáng dùng lời nói vi diệu, liền vì họ mà nói pháp. Nhiếp thọ khắp vô lượng tất cả chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ mà đắc được lợi ích, như là hiện ra vô lượng mây hóa thân đầy khắp mười phương tất cả thế giới, nói các Bồ Tát hạnh bố thí ba la mật, đối với tất cả sự việc đều không tham luyến chấp trước, đối với tất cả chúng sinh đều bố thí cho khắp tâm bình đẳng, không có khinh mạn, nội ngoại tài đều bố thí khó xả mà xả bỏ được, như là hiện ra vô lượng mây biến hóa thân bố thí ba la mật đầy khắp mười phương tất cả thế giới, diễn nói các Bồ Tát tu hạnh bố thí ba la mật, đối với tất cả sự việc đều không tham luyến chấp trước, đối với tất cả chúng sinh đều bố thí cho khắp tâm ngài bình đẳng, không có sự phân biệt phú quý bẩn tiện cao thấp, đối với chúng sinh chẳng khởi tâm khinh mạ, nội thí đầu mắt tủy não, ngoại thí đất nước vợ con khó xả mà xả bỏ được. Lại hiện ra vô lượng mây hóa thân đồng số chúng sinh đầy khắp pháp giới, khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh, nói giữ giới thanh tịnh không có khuyết phạm, tu các khổ hạnh thầy đều đầy đủ, không nương tựa các thế gian, không ái trước các cảnh giới, nói qua lại trong luân hồi sinh tử, nói thạnh suy khổ vui của các trời người, nói các cảnh giới đều là bất tịnh, nói tất cả pháp đều là vô thường, nói tất cả hành đều khổ vô vị, khiến cho các thế gian xả lìa điên đảo trụ cảnh giới của chư Phật, giữ gìn giới của Như Lai, dễ nói đủ thứ giới hạnh như vậy, giới gương sông khắp, khiến cho các chúng sinh đều được thành thục. Từ trong mỗi lỗ chân lồng của vị dạ thần lại hiện ra vô lượng mây hóa thân chỉ giới ba la mật đồng số chúng sinh đầy khắp pháp giới, khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh, diễn nói giữ giới thanh tịnh, không có thiếu khuyết và hủy phạm, tu các khổ hạnh thảy đều đầy đủ Bồ Tát hạnh, không nương tựa tất cả các thế gian, không tham ái chấp trước tất cả cảnh giới, diễn nói qua lại trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, lúc lên trời, lúc cõi người, lúc ở địa ngục súc sinh ngạ quỷ, lại diễn nói năm tướng suy hiện tám khổ, sự thạnh suy khổ vui của các trời người,
nói tất cả cảnh giới đều là bất tịnh, nói tất cả pháp đều là vô thường, lại nói tất cả hành đều khổ vô vị, khiến cho chúng sinh của tất cả thế gian đều xả lìa điên đảo mộng tưởng, mà trụ cảnh giới của chư Phật, giữ gìn giới của Phật. Diễn nói đủ thứ giới hạnh như vậy, giới hương xông khắp pháp giới, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều được thành thục hạnh môn tu hành. Lại hiện ra đủ thứ mây thân, đồng số chúng sinh, nói nhẫn thọ được tất cả các khổ, như là chặt cắt, đánh đập, mắng chửi, sỉ nhục, tâm vẫn thư thái, chẳng động chẳng loạn. Đối với tất cả hạnh, chẳng thấp chẳng cao. Đối với các chúng sinh, chẳng khởi ngã mạn. Đối với các pháp tánh, an trụ, nhẫn thọ, nói tâm bồ đề không cùng tận, vì tâm vô tận, trí cũng vô tận. Khắp đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh, nói thân của các chúng sinh ti tiện xấu xí, chẳng đầy đủ, khiến cho họ nhàm lìa. Khen ngợi thân thanh tịnh sắc đẹp vô thượng của các Như Lai, khiến cho họ vui thích, phương tiện như vậy, thành thục chúng sinh. Từ trong mỗi lỗ chân lồng của vị dạ thần lại hiện ra đủ thứ mây thân nhẫn nhục ba la mật đồng số chúng sinh, diễn nói nhẫn thọ được tất cả các khổ, như là dùng đao chặt cắt, dùng gậy đánh đập, mắng chửi, sỉ nhục, tâm vẫn thư thái, chẳng động chẳng loạn. Cho nên tôi dạy các vị, bất cứ ai đến mắng sư phụ của các vị thì các vị đừng có mắng lại họ, đến đánh sư phụ của các vị thì các vị cũng đừng đánh lại họ. Các vị không cần đánh lại họ để bảo vệ sư phụ, như thế đây là không đúng. Các vị có thể dùng tinh thần nhẫn nhục để hành trì Phật Pháp, đó mới là chân chánh bảo vệ sư phụ. Cho nên lúc nào cũng phải thư thái, không động không loạn, không trước cấp. Đối với tất cả hạnh cũng chẳng hiểm thấp, cũng chẳng cao ngạ. Đối với hết thảy chúng sinh đừng sinh tâm ngã mạn. Đối với tất cả pháp tánh, an trụ nhẫn thọ, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể nhường cũng phải nhường, không thể ăn cũng phải ăn, không thể thọ cũng phải thọ. Đối với chúng sinh nói tâm bồ đề không cùng tận, vì tâm chẳng cùng tận cho nên trí huệ cũng chẳng cùng tận. Khắp đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh, nói thân của các chúng sinh bị quả báo ti tiện xấu xí, chẳng đầy đủ sáu căn, đuôi mù câm điếc, khiến cho họ sinh tâm nhảm lìa. Sau đó khen ngợi thân thanh tịnh sắc đẹp vô thượng của các Như Lai, khiến cho họ hoan hỷ vui thích, dùng pháp môn phương tiện như vậy thành tựu tất cả chúng sinh. Lại hiện ra đủ thứ hư thần mây, đồng cõi chúng sinh, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh, nói sự dũng mãnh tinh tấn, tu pháp trợ đạo nhất thiết trí, dũng mãnh tinh tấn hàng phục ma oán, dũng mãnh tinh tấn phát tâm bồ đề, chẳng động chẳng lùi, dũng mãnh tinh tấn độ tất cả chúng sinh thoát biển sinh tử, dũng mãnh tinh tấn trừ diệt các nạn của tất cả đường ác, dũng mãnh tinh tấn phá hoại núi không trí huệ, dũng mãnh tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, chẳng sinh mỏi nhàm, dũng mãnh tinh tấn thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư Phật, dũng mãnh tinh tấn phá tan tất cả các núi chướng ngại, dũng mãnh tinh tấn giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, dũng mãnh tinh tấn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, phương tiện như vậy thành thục chúng sinh. Lại ở trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra đủ thứ thần mây tinh tấn ba la mật đồng cõi chúng sinh, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà nói pháp môn dũng mãnh tinh tấn tu hành pháp trợ đạo nhất thiết trí, dũng mãnh tinh tấn hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, dũng mãnh tinh tấn phát tâm bồ đề chẳng dao động chẳng thối lùi, dũng mãnh tinh tấn độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, dũng mãnh tinh tấn trừ diệt các nạn của tất cả đường ác, dũng mãnh tinh tấn phá hoại núi ngu si không có trí huệ, dũng mãnh tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật Như Lai chẳng sinh mệt mỏi nhàm chán, dũng mãnh tinh tấn thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư Phật, dũng mãnh tinh tấn phá tan tất cả các núi chướng ngại, dũng mãnh tinh tấn giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, dũng mãnh tinh tấn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, đủ thứ pháp môn phương tiện như vậy để thành thục chúng sinh. Lại hiện ra đủ thứ vô lượng thân mây, dùng đủ thứ phương tiện khiến cho các chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, bỏ lìa tâm ác, chán tất cả dục. Vì họ nói sự hổ thẹn khiến cho các chúng sinh che giấu các căn, vì họ nói phạm hạnh thanh tịnh vô thượng, vì họ nói dục giới là cảnh giới ma khiến cho họ sinh sợ hãi, vì họ hiện dục lạc thế gian chẳng vui, trụ nơi pháp lạc, tùy theo thứ lớp nhập vào an vui các thiền định, các tam muội khiến cho họ suy ngẫm quan sát, trừ diệt tất cả hết thảy phiền não. Lại vì họ diễn nói tất cả biển tam muội của tất cả Bồ Tát, thần lực biến hiện tự tại du hí, khiến cho các chúng sinh hoan hỷ vui mừng, lìa khỏi các lo sợ, tâm họ thanh tịnh, các căn dũng mãnh lanh lợi, ưa thích Phật Pháp, tu tập tăng trưởng. Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra đủ thứ vô lượng thân mây, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khiến cho các chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, bỏ lìa tâm ý tà ác, nhảm chán tất cả sự dâm dục. Do đó vạn ác dâm vi thủ, tử lộ,
bất khả tẩu, nghĩa là vạn ác dâm đứng đầu, đường cùng hết chỗ đi. Nếu phạm tội dâm dục thì không dễ gì sám hối được, vì họ nói hết sắc hổ thẹn, khiến cho các chúng sinh che giấu các căn, mắt tai mũi lưỡi, thần ý. Vì họ nói phạm hạnh thanh tịnh vô thượng, vì họ nói chúng sinh trong dục giới đều ở trong cảnh giới ma, khiến cho họ sinh tâm sợ hãi. Vì họ hiện dục lạc thế gian chẳng vui, chỗ nơi an vui của Pháp, tùy thuận thứ lớp thiền định mà nhập vào an vui các tam muội của tất cả thiền định, khiến cho họ suy ngẫm quán sát, trừ diệt tất cả hết thảy phiền não. Lại vì họ diễn nói tất cả biển tam muội của tất cả Bồ Tát, sức thần thông biến hóa và thị hiện, tự tại du hí nơi Pháp giới, khiến cho các chúng sinh hoan hỷ vui mừng, xa lìa khỏi các lo âu sợ hãi, tâm họ thanh tịnh, các căn dũng mãnh lanh lợi, cung kính ưa thích Phật Pháp, tu hành học tập tăng trưởng. Lại hiện ra đủ thứ thân mây đồng cõi chúng sinh, vì họ nói đi đến mười phương cõi nước, cúng dường chư Phật và sư trưởng, trần thiện trí thức, thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư Phật, tinh tấn không giải đãi. Lại vì họ diễn nói khen ngợi biển tất cả các Như Lai, quan sát biển tất cả các pháp môn, hiện bày tướng tất cả các pháp tánh, khai triển tất cả các môn tam muội, khai mở cảnh giới trí huệ, khô cạn biển nghi hoặc của tất cả chúng sinh, chỉ bày trí huệ kim cang, phá hoại núi tà kiến của tất cả chúng sinh, thăng lên mặt trời trí huệ, phá tan si tối của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỷ mà thành tựu nhất thiết trí. Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra đủ thứ thân mây, trí huệ, biến hóa đồng cõi chúng sinh, vì họ nói đi đến mười phương cõi nước, cúng dường chư Phật, sư trưởng và chân chánh thiện tri thức, thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư Phật, siêng năng tu tập không giải đãi. Lại vì họ diễn nói khen ngợi biển tất cả các Như Lai, quan sát biển tất cả các pháp môn, hiện bày tướng tất cả các pháp tánh, khai triển tất cả các môn tam muội, khai mở cảnh giới trí huệ, khô cạn biển nghi hoặc của tất cả chúng sinh, chỉ bày trí huệ kim cang, phá hoại núi tà tri tà kiến của tất cả chúng sinh, thăng lên mặt trời trí huệ, phá tan ngu si đen tối của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỷ thành tựu nhất thiết trí. Lại hiện ra đủ thứ thần mây đồng cõi chúng sinh đến trước khắp tất cả chúng sinh, tùy người đáng được độ dùng đủ thứ lời lẽ để vì họ nói pháp, hoặc nói thần thông phước lực thế gian, hoặc nói ba cõi đều đáng sợ, khiến cho họ chẳng làm nghiệp hạnh thế gian, lìa khỏi nơi ba cõi, thoát khỏi rừng rậm tà kiến, hoặc vì họ khen ngợi đạo nhất thiết trí, khiến cho họ vượt qua bậc hai thừa, hoặc vì họ diễn nói chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, khiến cho họ chẳng chấp vào hữu vi vô vi, hoặc vì họ diễn nói trụ ở thiên cung cho đến đạo tràng, khiến cho họ vui thích mà phát tâm bồ đề. Phương tiện giáo hóa chúng sinh như vậy đều khiến cho họ rốt ráo đắc được nhất thiết trí. Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra đủ thứ thân mây phương tiện thiện xảo ba la mật biến hóa đồng cõi chúng sinh đến cho khắp tất cả chúng sinh, tùy thuận căn tánh của người đáng được độ dùng đủ thứ lời lẽ để vì họ nói pháp, hoặc nói thần thông phương lực thế gian, hoặc nói ba cõi đều đáng sợ, do đó ba cõi không yên giống như nhà lửa, khiến cho họ chẳng làm nghiệp hạnh thế gian mà xa lìa khỏi nơi ba cõi, thoát khỏi rừng rậm vọng tưởng tà trì tà kiến, ác trì ác kiến, hoặc vì họ khen ngợi đạo nhất thiết trí, khiến cho họ vượt qua bậc hai thừa và quả vị của bậc hai thừa tu, hoặc vì họ diễn nói chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, khiến cho họ chẳng chấp vào pháp hữu vi và vô vi, hoặc vì họ diễn nói trụ ở thiên cung cho đến đạo tràng Phật thuyết pháp, khiến cho họ hoan hỷ vui thích mà phát tâm bồ đề. Đủ thứ phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh như vậy đều khiến cho họ rốt ráo đắc được nhất thiết trí huệ. Lại hiện ra thân mây nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đến khắp trước tất cả chúng sinh, trong niệm niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, trong niệm niệm chỉ bày đại nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong niệm niệm chỉ bày nghiêm tịnh tất cả biển thế giới, trong niệm niệm chỉ bày cúng dường tất cả biển Như Lai, trong niệm niệm chỉ bày vào tất cả biển pháp môn, trong niệm niệm chỉ bày vào biển thế giới nhiều như số hạt bụi tất cả biển thế giới, trong niệm niệm chỉ bày nơi tất cả cõi hết kiếp thuở vị lai thanh tịnh tu hành đạo nhất thiết trí, trong niệm niệm chỉ bày vào lực của Như Lai, trong niệm niệm chỉ bày vào biển phương tiện tất cả ba đời, trong niệm niệm chỉ bày đến tất cả cõi thì hiện đủ thứ thần thông biến hóa, trong niệm niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của các Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh trụ nhất thiết trí. Việc làm như vậy luôn không ngừng nghỉ. Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra thân mây nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đến khắp trước tất cả chúng sinh, trong niệm niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền,
trong niệm niệm chỉ bày đại nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh trang nghiêm thanh tịnh tất cả biển thế giới, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh cúng dường tất cả biển Như Lai, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh và tất cả biển pháp môn của Phật nói, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh và biển thế giới nhiều như số hạt bụi tất cả biển thế giới, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh nơi tất cả cõi Phật hết kiếp thuở vị lai thanh tịnh tu hành đạo nhất thiết trí, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh vào mười lực của Như Lai, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh và biển phương tiện tất cả ba đời, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh đến tất cả cõi Phật thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh tất cả hạnh nguyện của các Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh trụ cảnh giới nhất thiết trí huệ, các việc làm như vậy luôn luôn không ngừng nghỉ, lại hiện ra số thần mây đồng tất cả tâm chúng sinh đến khắp trước tất cả chúng sinh, nói vô biên lực của các Bồ Tát tu tập pháp trợ đạo nhất thiết trí, lực không thể phá hoại cổng nhất thiết trí, lực vô cùng tận, lực bất thối chuyển tu hạnh vô thượng, lực không gián đoạn, lực pháp không nhiễm trước nơi sinh tử, lực phá được tất cả các chúng ma, lực ra lìa tất cả dơ phiền não, lực phá được tất cả núi nghiệp chướng, lực trụ nhất thiết trí tu hạnh đại bi không mệt mỏi, lực chấn động tất cả cõi nước chư Phật khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, lực phá được tất cả các ngoại đạo, lực chuyển bánh xe pháp khắp thế gian dùng phương tiện thành tục như vậy khiến các chúng sinh đến nhất thiết trí. Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra số thân mây đồng tất cả tâm chúng sinh đến khắp trước tất cả chúng sinh diễn nói vô biên lực của các Bồ Tát tu tập pháp trợ đạo nhất thiết trí, lực cầu nhất thiết trí không thể phá hoại, lực vô cùng tận, lực bất thối chuyển tu hạnh vô thượng, lực không gián đoạn, lực pháp không nhiễm trước nơi sinh tử, lực phá được tất cả các chúng ma, lực xa lìa tất cả dơ phiền não, lực phá được tất cả núi nghiệp chướng, lực trụ nhất thiết trí tu hạnh đại bi không mệt mỏi, lực chấn động tất cả cõi nước chư Phật khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, lực phá được tất cả các ngoại đạo, lực chuyển bánh xe pháp khắp thế gian dùng đủ thứ lực phương tiện thành thục như vậy khiến các chúng sinh đến bậc nhất thiết trí. Lại hiện ra vô lượng mây biến hóa sắc thân đồng số tất cả tâm chúng sinh đến khắp mười phương vô lượng thế giới. Tùy tâm chúng sinh diễn nói trí hạnh của tất cả Bồ Tát như là nói trí huệ vào tất cả biển cõi chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển tâm chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển căn chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển hạnh chúng sinh, nói trí huệ đổ tất cả chúng sinh chưa từng thất thời, nói trí huệ âm thanh vang tất cả pháp giới, nói trí huệ niệm niệm khắp tất cả biển pháp giới, nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành hoại, nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành trụ trang nghiêm khác biệt, nói trí huệ niệm niệm tự tại gần gũi cúng dường tất cả Như Lai nghe thọ pháp luân, thì hiện trí ba la mật như vậy khiến cho các chúng sinh đều sinh hoan hỷ sung sướng vui mừng, tâm họ thanh tịnh, sinh sự hiểu biết chắc chắn, cầu nhất thiết trí không có thối chuyển. Lại từ trong mỗi lỗ chân lồng của vị dạ thần hiện ra vô lượng mây biến hóa sắc thân đồng số tất cả tâm chúng sinh đến khắp mười phương vô lượng thế giới. Tùy tâm chúng sinh diễn nói trí hạnh của tất cả Bồ Tát như là nói trí huệ vào tất cả biển cõi chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển tâm chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển căn chúng sinh, nói trí huệ vào tất cả biển hạnh chúng sinh, nói trí huệ độ tất cả chúng sinh chưa từng thất thời, nói trí huệ âm thanh vang tất cả pháp giới, nói trí huệ niệm niệm khắp tất cả biển pháp giới, nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành hoại, nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành trụ hoại không bốn giai đoạn. Sự trang nghiêm của một thế giới là do nghiệp lực của chúng sinh sở cảm, như thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly, còn có mười phương vô lượng cõi nước chư Phật thanh tịnh đều dùng bảy báu trang nghiêm thanh tịnh không gì sánh bằng. Có những thế giới có dơ sạch xen tạp, có những thế giới dơ bẩn làm thành đầy rẫy cát đá núi gò, ví như cõi đời ác năm trưởng hiện tại của chúng ta đang sống, tất cả đều do nghiệp lực của chúng sinh sở cảm. Do đó có câu tất cả do tâm tạo, mà Bồ Tát dùng trí lực của Ngài trong niệm niệm biết rõ ràng tất cả thế giới mà không chướng ngại, lại diễn nói trí huệ niệm niệm tự tại gần cuối cúng dường tất cả chư Phật nghe thọ pháp luân. Những thân mây trí biến hóa đó thị hiện trí ba la mật như vậy khiến cho các chúng sinh đều sinh đại hoan hỷ sung sướng vui mừng, tâm họ thanh tịnh, sinh sự hiểu biết chắc chắn, cầu nhất thiết trí không có thối chuyển. Như nói các ba la mật của Bồ Tát thành thục chúng sinh diễn nói đủ thứ hạnh pháp của tất cả Bồ Tát như vậy
để vì lợi ích chúng sinh. Như dễ nói các ba la mật của Bồ Tát thành thục chúng sinh, các ngài cũng dễ nói đủ thứ hạnh pháp của tất cả Bồ Tát như vậy, để vì lợi ích chúng sinh. Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông hiện ra vô lượng thân mây chúng sinh. Như là hiện ra thân mây tương tự như trời sắc cứu kính, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời vô nhiệt, trời vô phiền. Lại hiện ra thân mây tương tự như trời thiểu quảng, trời quảng quả, trời phước xanh, trời vô vân. Hiện ra thân mây tương tự trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời thiểu tịnh. Hiện ra thân mây tương tự trời quang âm, trời vô lượng quang, trời thiểu quang. Hiện ra thân mây tương tự trời đại phạm, trời phạm phụ, trời phạm chúng. Hiện ra thân mây tương tự trời tự tại, trời hóa lạc, trời đâu xuất đà, trời tu dạ ma, trời đao lợi và các thiên tử thiên nữ. Hiện ra thân mây tương tự càn thát bà vương, càn thát bà tử, càn thát bà nữ. Hiện ra thân mây tương tự kiêu bản trà vương, kiêu bản trà tử, kiêu bản trà nữ. Hiện ra thân mây tương tự long vương, long tử, long nữ. Hiện ra thân mây tương tự dạ xoa vương, dạ xoa tử, dạ xoa nữ. Hiện ra thân mây tương tự khẩn na la vương, ma hầu la giả vương, càn thát bà vương, ca lâu la vương, diềm la pháp vương và con trai con gái của chúng. Hiện ra thân mây tương tự các ông vua và con trai con gái của vua. Hiện ra thân mây tương tự chúng thành văn độc giác và chư Phật. Hiện ra thân mây tương tự thần đất, thần nước, thần lửa, thần gió, thần sông, thần biển, thần núi, thần cây, cho đến thần ngày đêm, chủ phương, vân vân, các cùng mười phương đầy khắp pháp giới. Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông của vị dạ thần hiện ra vô lượng thân mây chúng sinh, như là hiện ra thân mây tương tự như trời sắc cứu kính, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời vô nhiệt, trời vô phiền. Đây là năm trời bất hoàn, ngũ bất hoàn thiên, là trời tứ thiền của sắc giới. Cư dân cho rằng mình chứng được tam quả A-la-hán, họ chẳng còn trở lại dục giới, thọ sinh tử nữa, nên gọi là trời bất hoàn, trời không trở lại. Trời vô tưởng cũng thuộc về trời tứ thiền, nhưng vì tu tam muội vô tưởng của ngoại đạo, nên họ chỉ là tiên nhân thông thường, chứ chưa chứng được thánh quả. Lại hiện ra thân mây tương tự như trời thiểu quảng, trời quảng quả, trời phước xanh, trời vô vân, đây là trời tứ thiền. Lại hiện ra thân mây tương tự trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời thiểu tịnh, đây là trời tam thiền. Lại hiện ra thân mây tương tự trời quang âm, trời vô lượng quang, trời thiểu quang, đây là trời nhị thiền. Lại hiện ra thân mây tương tự trời đại phạm, trời phạm phụ, trời phạm chúng, đây là trời sơ thiền của sắc giới. Lại hiện ra thân mây tương tự trời tự tại, trời hóa lạc, trời đâu xuất đà, trời tu dạ ma, trời đao lợi và các thiên tử thiên nữ. Đây là trời lục dục của dục giới, trời tứ thiên vương chẳng thuộc ở đây. Trên đây là những thân mây do vị dạ thần hiện ra đầy khắp tam giới 25 cõi. Vị dạ thần lại hiện ra thân mây tương tự càn thát bà vương, càn thát bà tử, càn thát bà nữ. Đây là thần nhạc. Hiện ra thân mây tương tự kiêu bàn trà vương, kiêu bàn trà tử, kiêu bàn trà nữ. Đây là quỷ úng hình. Hiện ra thân mây tương tự long vương, long tử, long nữ. Lại hiện ra thân mây tương tự dạ xoa vương, dạ xoa tử, dạ xoa nữ, đây là quỷ tốc tật. Lại hiện ra thân mây tương tự khẩn na la vương, ma hầu la giả vương, ca lâu la vương, càn thát bà vương, diềm la pháp vương và con trai con gái của chúng. Lại hiện ra thân mây tương tự các ông vua và con trai con gái của vua, trên đây là thiên long bát bộ. Vị dạ thần lại hiện ra thân mây tương tự chúng thành văn độc giác và chư Phật, đây là thánh hiền tăng. Hiện ra thân mây tương tự thần đất, thần nước, thần lửa, thần gió, thần sông, thần biển, thần núi, thần cây, cho đến thần ngày đêm, chủ phương, vân vân, đủ thứ thần như vậy. Khắp cùng mười phương, đầy khắp tận hư không pháp giới. Vị dạ thần lại ở trước tất cả chúng sinh đó, thì hiện đủ thứ âm thanh, như là tiếng phong luân, tiếng thủy luân, tiếng hỏa diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thiên thành chấn động, tiếng mà nì chạm nhau, tiếng thiên vương, tiếng long vương, tiếng càn thát bà vương, tiếng atula vương, tiếng ca lâu la vương, tiếng khẩn na la vương, tiếng ma hầu la giả vương, tiếng ông vua, tiếng phạm vương, tiếng thiền nữ ca ngâm, tiếng các âm nhạc trời, mà nì bảo vương. Vị dạ thần lại ở trước tất cả chúng sinh đó thị hiện đủ thứ âm thanh như là tiếng phong luân, tiếng thủy luân, tiếng hỏa diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thiên thành chấn động, tiếng mani đụng nhau, tiếng thiên vương, tiếng long vương, tiếng càn thát bà vương, tiếng atula vương, tiếng ca lâu la vương, tiếng khẩn na la vương,
tiếng Ma Hầu La Giả Vương, tiếng Ông Vua, tiếng Phạm Vương, tiếng Thiên Nữ ca ngâm, tiếng các âm nhạc trời Mani Bảo Vương để diễn nói 10 hạnh môn ba la mật của vị dạ thần tu. Dùng đủ thứ những âm thanh như vậy để nói vị dạ thần hiểm mục quán sát chúng sinh, từ lúc ban đầu phát tâm tu tập công đức như là hậu hạ tất cả các thiện tri thức, gần gũi chư Phật tu hành pháp lành, tu hành bố thí ba la mật, khó xả mà xả được tu hành trì giới ba la mật, từ bỏ ngồi vua cùng điện quyến thuộc xuất gia học đạo, tu hành nhẫn nhục ba la mật, nhẫn được tất cả việc khổ của thế gian và tu khổ hạnh của Bồ Tát tu, thọ trì chánh pháp đều kiên cố tâm chẳng động, cũng nhẫn thọ được tất cả chúng sinh nói ác, làm ác đối với thân tâm của mình, nhẫn tất cả nghiệp đều chẳng mất hoại, nhẫn tất cả pháp sinh hiểu chắc chắn, nhẫn các pháp tánh, suy ngẫm kỹ càng, tu hành tinh tấn ba la mật, khởi hạnh nhất thiết trí, thành tựu tất cả Phật pháp, tu hành thiền ba la mật, hết thảy tư cụ thiền ba la mật, hết thảy tu tập, hết thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy khởi tam muội thần thông, hết thảy nhập vào biển môn tam muội, thảy đều hiển bày. Tu hành bát nhã ba la mật, hết thảy tư cụ ba la mật, hết thảy thanh tịnh, mặt trời đại trí huệ, mây đại trí huệ, tạng đại trí huệ, môn đại trí huệ, thảy đều hiển bày. Tu hành phương tiện ba la mật thì hết thảy tư cụ phương tiện ba la mật, hết thảy tu hành, hết thảy thể tánh, hết thảy lý thú, hết thảy thanh tịnh, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiển bày. Tu hành nguyện ba la mật thì hết thảy thể tánh nguyện ba la mật, hết thảy thành tựu, hết thảy tu tập, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiện ra. Tu hành lực ba la mật thì hết thảy tư cụ lực ba la mật, hết thảy nhân duyên, hết thảy lý thú, hết thảy diễn nói, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiện bày. Tu hành trí ba la mật thì hết thảy tư cụ trí ba la mật, hết thảy thể tánh, hết thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy xứ sở, hết thảy tăng trưởng, hết thảy thâm nhập, hết thảy quang minh, hết thảy lý thú, hết thảy việc tương ưng, hết thảy giản trạch, hết thảy hạnh tướng, hết thảy pháp tương ưng, hết thảy pháp nhiếp, biết pháp, biết nghiệp, biết cõi, biết kiếp, biết đời, biết Phật xuất hiện, biết Phật, biết Bồ Tát, biết tâm Bồ Tát, bậc Bồ Tát, tư cụ Bồ Tát, Bồ Tát phát thú, Bồ Tát hồi hướng, Bồ Tát đại nguyện, Bồ Tát pháp luân, Bồ Tát giản trạch pháp, Bồ Tát biển pháp, Bồ Tát biển pháp môn, Bồ Tát pháp triển lưu, Bồ Tát pháp lý thú. Những cảnh giới trí ba la mật tương ưng như vậy, thầy đều hiện bày thành thục chúng sinh. Hiện ra đủ thứ những âm thanh như vậy để nói về vị dạ thần hiểm mục quán sát chúng sinh, từ lúc ban đầu phát tâm tu tập công đức như là hậu hạ tất cả các thiện tri thức, gần gũi chư Phật tu hành pháp lành, tu hành bố thí ba la mật khó xả mà xả bỏ được, tu hành trì giới ba la mật từ bỏ ngôi vua cung điện quyến thuộc để xuất gia học đạo, tu hành nhẫn nhục ba la mật nhẫn được tất cả việc khổ của thế gian và tu khổ hạnh của Bồ Tát tu, do đó vì pháp quên mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa đã từng vì bốn câu kệ mà xả bỏ thân mạng. Vị dạ thần cũng thọ trì chánh pháp đều rất kiên cố tâm chẳng động, cũng nhẫn thọ được tất cả chúng sinh nói ác làm ác đối với thân tâm của mình, nhẫn được tất cả nghiệp quả báo đều chẳng tán mất hoặc tổn hại, nhẫn thọ tất cả pháp, nhẫn nơi tâm sinh ra sự hiểu biết chắc chắn, có vô sinh pháp nhẫn, nhẫn thọ được các pháp tánh suy ngẫm kỹ càng. Những thần mây đó lại diễn nói, ngài tu hành tinh tấn ba la mật, sinh khởi hạnh nhất thiết trí, thành tựu tất cả Phật pháp. Lại diễn nói sự tu hành thiền định ba la mật, hết thảy tư cụ thiền ba la mật, hết thảy tu tập, hết thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy khởi tam muội thần thông, hết thảy nhập vào biển tam muội, biển môn tam muội, thảy đều hiện bày ra công phu thiền định của vị dạ thần. Lại diễn nói sự tu hành bát nhã trí huệ ba la mật, hết thảy tư cụ ba la mật, hết thảy thanh tịnh, mặt trời đại trí huệ, mây đại trí huệ, tạng đại trí huệ, môn đại trí huệ, thảy đều hiển bày ra. Lại dễ nói sự tu hành phương tiện ba la mật thì hết thảy tư cụ phương tiện ba la mật, hết thảy tu hành, hết thảy thể tánh, hết thảy lý thú, hết thảy thanh tịnh, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiển bày ra sự tu hành quá khứ của vị dạ thần. Lại dễ nói sự tu hành nguyện ba la mật thì hết thảy thể tánh nguyện ba la mật, hết thảy thành tựu, hết thảy tu tập, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiện ra. Lại diễn nói sự tu hành lực ba la mật thì hết thảy tư cụ lực ba la mật, hết thảy nhân duyên, hết thảy lý thú, hết thảy diễn nói, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiện bày ra. Lại diễn nói sự tu hành trí ba la mật thì hết thảy tư cụ trí ba la mật, hết thảy thể tánh, hết thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy xứ sở, hết thảy tăng trưởng,
hết thảy thâm nhập, hết thảy quang minh, hết thảy lý thú, hết thảy việc tương ưng, hết thảy giản trạch, hết thảy hạnh tướng, hết thảy pháp tương ưng, hết thảy pháp nhiếp, biết pháp, biết nghiệp, biết cõi, biết kiếp, biết đời, biết vị Phật nào xuất hiện ra đời, ra trước, vị Phật nào xuất hiện ra sau, biết Phật, biết Bồ Tát, biết tâm Bồ Tát, bậc Bồ Tát, tư cụ Bồ Tát, Bồ Tát Phát Thú, Bồ Tát Hồi Hướng, Bồ Tát Đại Nguyện, Bồ Tát Pháp Luân, Bồ Tát Giảng Trạch Pháp, Bồ Tát Biển Pháp, Bồ Tát Biển Pháp Môn, Bồ Tát Pháp Triển Lưu, Bồ Tát Pháp Lý Thú. Những cảnh giới trí ba la mật tương ưng như vậy, thảy đều hiện bày ra để thành thục tất cả chúng sinh. Lại nói, vị thần này từ lúc ban đầu phát tâm, tích tập công đức thứ tự liên tục, tích tập căn lành thứ tự liên tục, tu vô lượng các ba la mật thứ tự liên tục, chết đây sinh kia và danh hiệu mỗi đời thứ tự liên tục, gần gũi bạn lành, hầu hạ chư Phật, thọ trì chánh pháp, tu Bồ Tát hạnh, vào các tam muội, dùng sức tam muội thấy khắp chư Phật, thấy khắp các cõi, biết khắp các kiếp, vào sâu pháp giới, quan sát chúng sinh vào biển pháp giới, biết các chúng sinh chết đây sinh kia đắc được thiên nhĩ thanh tịnh, nghe tất cả tiếng đắc được thiên nhãn thanh tịnh, thấy được tất cả sắc, đắc được tha tâm trí, biết được tâm chúng sinh, đắc được túc trụ trí, biết việc thuở xưa, đắc được thần túc trí, thông không nương không làm, tự tại du hành khắp mười phương cõi, hết thảy thứ tự liên tục thứ tự như vậy, đắc được Bồ Tát giải thoát và biển Bồ Tát giải thoát, đắc được Bồ Tát tự tại, đắc được Bồ Tát dũng mãnh, đắc được Bồ Tát du hí, trụ Bồ Tát tưởng và Bồ Tát đạo. Thầy đều dễ nói tất cả hết thảy công đức liên tục thứ tự như vậy, phân biệt hiển bày thành thục chúng sinh. Những âm thanh đó lại diễn nói về vị dạ thần hỉ mục quan sát chúng sinh, từ lúc ban đầu phát tâm tích tập công đức lớn nhỏ thứ tự liên tục, tích tập căn lành thứ tự liên tục không gián đoạn, tu vô lượng các ba la mật thứ tự liên tục không gián đoạn, lại có chúng sinh chết ở thế giới này lại sinh về thế giới kia và danh hiệu mỗi đời thứ tự liên tục, gần gũi hết thảy bạn lành, hầu hạ tất cả chư Phật, thọ trì chánh pháp, làm thế nào tu Bồ Tát hạnh để nhập vào các tam muội, nhờ sức tam muội thấy khắp chư Phật, thấy khắp các cõi nước chư Phật, biết khắp tất cả các kiếp, vào sâu pháp giới để quan sát nhân duyên chúng sinh, vào biển pháp giới, biết đạo lý tất cả chúng sinh chết đây sinh kia, đắc được thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được tất cả tiếng của chúng sinh, đắc được thiên nhãn thanh tịnh, nhìn thấy được tất cả hình sắc của chúng sinh, đắc được tha tâm trí, biết được trong tâm chúng sinh nghĩ gì, đắc được túc trụ, trí huệ, túc mạng thông, biết được nhân duyên cảnh giới những việc thuở xưa, lại đắc được thần túc trí huệ, thần thông không nương không làm, tự tại du hành khắp mười phương cõi nước chư Phật. Hết thảy tất cả công đức liên tục thứ tự như vậy, lại đắc được giải thoát tam muội của Bồ Tát, nhập vào biển giải thoát của Bồ Tát, đắc được tự tại tam muội của Bồ Tát, đắc được dũng mãnh tam muội của Bồ Tát, đắc được du hí tam muội của Bồ Tát, trụ nơi tư tưởng của Bồ Tát, tức là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, lại nhập vào đạo của Bồ Tát tu. Những thân mây đó thầy đều dễ nói tất cả hết thảy công đức liên tục thứ tự như vậy, phân biệt hiện bày để thành thục tất cả chúng sinh. Khi nói như vậy thì trong niệm niệm mười phương đều nghiêm tịnh, bất khả thuyết cõi nước chư Phật, độ tha vô lượng chúng sinh cõi ác, khiến cho vô lượng chúng sinh sinh trong trời người phú quý tự tại, khiến cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ bậc thanh văn bích chi Phật, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ bậc Như Lai. Khi đủ thứ âm thanh đó diễn nói những việc ở trên, thì trong niệm niệm mười phương đều nghiêm tịnh, bất khả thuyết cõi nước chư Phật, độ thoát vô lượng chúng sinh thọ khổ trong cõi ác, khiến cho vô lượng chúng sinh sinh trong trời người được phú quý tự tại, lại khiến cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, lại khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ bậc thanh văn và bích chi Phật, lại khiến cho vô lượng chúng sinh trụ bậc Như Lai. Những âm thanh đó diễn nói ra sự giáo hóa, khiến cho vô lượng chúng sinh hiểu rõ căn cơ của họ mà giác ngộ. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe thấy tất cả các việc hy hữu ở trên, niệm niệm quán sát, suy ngẫm hiểu rõ, thâm nhập an trụ nương oai lực của Đức Phật và lực giải thoát, liền đắc được lực giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn đại thế lực phổ hỷ tràng tự tại. Tại sao vậy? Vì lúc thuở xưa cùng tu hành với vị dạ thần hỷ mục, vì được thần lực của Như Lai gia trì, vì được căn lành không thể nghĩ bàn trợ giúp, vì được các căn của Bồ Tát, vì sinh trong giống Như Lai, vì được lực bạn lành nhiếp thọ, vì được các Như Lai hộ niệm, vì được tỷ lô giá na Như Lai đã từng giáo hóa, vì căn lành của Ngài đã thành thục, vì Ngài kham tu hành nguyện Bồ Tát phổ hiền. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe thấy đủ thứ tất cả các việc thị hiện hy hữu ở trên, thì Ngài niệm niệm quán sát, suy ngẫm hiểu rõ, thâu nhập an trụ nơi tam muội đó,
nương oai lực của Đức Phật và được giải thoát, liền đắc được lực giải thoát Bồ Tát không nghĩ bản đại thế lực phổ hỷ tràng tự tại. Tại sao vậy? Vì lúc thuở xưa, Ngài cùng tu hành với vị dạ thần Hỷ Mục vì được thần lực của Như Lai gia trì. Từ chỗ này quý vị nên biết pháp hội này đã từng cùng tu hành Phật Pháp trong quá khứ. Vì được căn lành không thể nghĩ bản trợ giúp, vì được các căn của Bồ Tát, vì sinh ra trong nhà Như Lai, trông giống Như Lai, vì được lực bạn lành nhiếp thọ, vì được các Như Lai hộ niệm, vì được tỷ lô giá na Như Lai đã từng giáo hóa, vì căn lành của Ngài đã thành thục, vì Ngài kham tu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Hạnh nguyện Phổ Hiền là khuôn phép của tất cả Bồ Tát, là hạnh ngôn rộng lớn cao sâu nhất. Bấy giờ thiện tài đồng tử đắc được giải thoát này rồi, tâm sinh hoàn hỷ, chắp tay hướng về vị dạ thần Hỷ Mục quan sát chúng sinh mà nói kệ rằng: vô lượng vô số kiếp học Phật Pháp thâm sâu, tùy người được giáo hóa, hiển hiện diệu sắc thân. Lúc đó thiện tài đồng tử đắc được giải thoát tam muội Bồ Tát không nghĩ bản đại thế lực phổ hỷ tràng tự tại lực này rồi, tâm sinh đại hoàn hỷ, chắp tay hướng về vị dạ thần Hỷ Mục quan sát chúng sinh dùng kệ khen ngợi Ngài rằng: Ngài từ vô lượng vô số kiếp học tập Pháp thâm sâu vi diệu của Phật, tùy theo căn cơ chúng sinh đáng được giáo hóa mà hiển hiện diệu sắc thân thanh tịnh của Ngài, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, biết rõ các chúng sinh trầm mê chấp vọng tưởng, đủ thứ thân đều hiện tùy chúng sinh điều phục. Ngài biết rõ các chúng sinh bị trầm mê chấp trước vào cảnh giới sắc, thanh, hương vị, xúc pháp sáu trần, họ bỏ giác hợp trần sinh ra đủ thứ vọng tưởng. Ngài vì muốn lợi ích họ nên thị hiện ra đủ thứ thân để tùy thuận căn cơ đáng được điều phục của chúng sinh mà điều phục họ. Pháp thân luôn vắng lặng thanh tịnh không hai tướng, vì giáo hóa chúng sinh thị hiện đủ thứ thân. Pháp thân của Ngài luôn vắng lặng thanh tịnh không hai tướng, nhưng vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện ra đủ thứ thân hình. Nơi các uẩn giới xứ chưa từng có chấp trước, hiện tu và giác thân điều phục tất cả chúng. Ngài đối với năm uẩn 18 giới 12 xứ chưa từng có sự chấp trước, Ngài thị hiện tu và sắc thân thanh tịnh để điều phục tất cả chúng sinh. Chẳng chấp pháp trong ngoài, đã qua biển sinh tử mà hiện đủ thứ thân trụ tam giới các cõi. Ngài chẳng chấp pháp trong pháp ngoài, nhìn họ giống như hư không, đã vượt qua biển sinh tử mà thị hiện đủ thứ thân trụ nơi tam giới 25 cõi để giáo hóa chúng sinh, xa lìa các phân biệt, lý luận đều không động vì người chấp vọng tưởng hoặc tuyên pháp mười lực. Ngài đã xa lìa tất cả sự phân biệt, chẳng hí luận cười đùa, chẳng nói những lời không thật, tất cả hí luận đều không thể động tâm bạn được. Ngài vì những chúng sinh chấp trước vọng tưởng hoặc dương tuyên nói pháp môn mười lực của Phật, một lòng trụ tam muội vô lượng kiếp bất động, lỗ lông hiện hóa thân, cúng dường mười phương Phật. Ngài một lòng một dạ dụng công được tương ưng, do đó chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán, nên trụ nơi tam muội trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài cũng không động, luôn luôn vắng lặng. Từ trong mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài hiện mây hóa thân để cúng dường mười phương chư Phật. Được Phật lực phương tiện, niệm niệm không bờ mé, thị hiện đủ thứ thân, nhiếp khắp các quần sinh. Ngài đắc được sức phương tiện, sức trí huệ của Phật trong niệm niệm, đều ở trong chỗ không có bờ mé thì hiện đủ thứ thân mây nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Biết rõ các biển cõi đủ thứ nghiệp trang nghiêm, vì nói pháp vô ngại khiến họ đều thanh tịnh. Ngài đã biết rõ tất cả biển tam giới 25 cõi đủ thứ thế giới, vì đủ thứ nghiệp khác nhau trang nghiêm, để vì chúng sinh dễ nói pháp môn vô ngại khiến họ đều được thanh tịnh. Sắc tướng không gì sánh thanh tịnh như Phổ Hiền, tùy tâm các chúng sinh thị hiện tướng thế gian. Sắc tướng của Ngài vi diệu không gì sánh, không thể nghĩ bàn, quang minh thanh tịnh khắp cùng hư không pháp giới, như sắc thân của Bồ Tát Phổ Hiền, hay tùy thuận tâm tất cả chúng sinh mà thị hiện tất cả tướng thế gian để giáo hóa chúng sinh. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói kệ này rồi, bạch rằng: Thiên thần, Ngài đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề từ lúc nào? Ngài đắc được giải thoát này đã bao lâu? Lúc đó thiện tài đồng tử nói kệ này rồi, bạch rằng: Thiên thần, Ngài đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác từ lúc nào? Ngài đắc được giải thoát này đã bao lâu? Bấy giờ vị dạ thần Hỷ Mục quán sát chúng sinh dùng kệ đáp rằng: Ta nhớ đầy quá khứ, số kiếp nhiều như bụi, cõi tên Mâu Ni Quang, kiếp tên Tịch Tĩnh Âm. Lúc đó vị dạ thần Hỷ Mục quán sát chúng sinh dùng kệ đáp rằng: Ta nhớ đầy quá khứ, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi, có một cõi Phật tên là Mâu Ni Quang,
kiếp tên Tịch Tĩnh Âm, lúc đó ta đã phát tâm Bồ Đề. Trăm vạn Na Do Tha, câu chi bốn thiên hạ, vô số nhiều cũng thế, mỗi vua chỉ một châu. Trong kiếp Tịch Tĩnh Âm có trăm vạn Na Do Tha, câu chi bốn thiên hạ. Một thiên hạ là một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di và bốn đại bộ châu. Số mục ông vua cũng nhiều, mỗi một vị vua đều cai trị một châu để thống trị tất cả chúng sinh. Trong có một vương đô tên là Xuân Tràng Bảo, trang nghiêm đẹp thủ thắng, ai thấy đều vui mừng. Trong đó có một vương đô tên là Thành Xuân Tràng Bảo. Sự trang nghiêm rất đẹp thủ thắng, ai thấy được vương đô đều hoan hỉ vui mừng. Trong có vua Truyền Luân, thân ngài đẹp vi diệu, có 32 tướng vẻ đẹp dùng nghiêm thân. Trong đó có một vị vua Truyền Luân Thánh Vương, thân ông ta rất đẹp, có đủ 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp dùng trang nghiêm thân. Hóa sinh trong hoa sen, thân quang minh sắc vàng, bay cao chiếu xa gần, khắp cõi Diêm Phủ Đề. Vua đó hóa sinh trong hoa sen, thân thể phóng ra quang minh sắc vàng, chiếu sáng khắp hư không pháp giới, cũng chiếu đến khắp cõi Diêm Phủ Đề. Vua có ngàn vương tử, thân dũng mãnh đoan nghiêm, đại thần đủ một ức, trí huệ khéo phương tiện. Vị vua Chuyển Luân Thánh Vương đó có 1000 vị vương tử đều dũng mãnh thiện chiến, thân thể viên mãn đoan nghiêm. Các quan đại thần có một ức người, đều có đại trí huệ và phương tiện khéo léo, cùng phì 10 ức người, dung nhan tựa thiên nữ, lợi ích ý nhã nhặn, tâm tử hầu hạ vua. Cùng phỉ mỹ nữ của vua có tới 10 ức người, dùng nhàn của họ tựa như thiên nữ, hay là ít tất cả chúng sinh, tâm ý nhu hòa, nhã nhặn, họ đều có tâm từ để hầu hạ nhà vua. Vua đó dùng pháp hóa khắp cùng bốn thiên hạ, trong luân vi đại địa, tất cả đều hưng thịnh. Vị vua Chuyển Luân Thánh Vương đó dùng pháp giáo hóa khắp cùng bốn thiên hạ, trong luân vi đại địa, hết thảy tất cả vật chất đều hưng thịnh đầy đủ. Đây là hiện tượng con người có phước báu sâu dày. Mỗi một bốn thiên hạ đều có núi Thiết Luân Vi bao quanh núi Tu Di. Nữ báu chính là ta, đầy đủ tiếng phạm âm, thân phóng quang sắc vàng, chiếu khắp ngàn do tuần. Lúc đó ta là nữ báu của Chuẩn Luân Thánh Vương, đầy đủ tiếng phạm âm, khéo ca ngâm, tiếng hát rất thanh tịnh, thân ta tỏa ra quang minh sắc vàng ròng, chiếu đến khắp ngàn do tuần. Một ngày nọ trời tối, âm nhạc đều ngừng hẳn, đại vương và hầu cận tất cả đều an giấc. Một ngày nọ lúc trời tối, tiếng âm nhạc đều ngừng hẳn, rất là yên tĩnh, đại vương và tất cả những người hầu cận đều đã an giấc. Bấy giờ Phật Đức Hải xuất hiện ra nơi đời, hiện hiện sức thần thông đầy khắp 10 phương cõi. Lúc đó có một vị Phật Đức Hải xuất hiện ra thế gian thành Phật, ngài hiện hiện sức thần thông đầy khắp 10 phương thế giới. Phóng biển đại quang minh, chiếu cõi nhiều như bụi, đủ thứ thân tự tại, đầy khắp trong 10 phương. Vị Phật đó phóng biển đại quang minh, chiếu sáng tất cả cõi nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Ngài thể hiện đủ thứ thân tự tại, đầy khắp trong 10 phương thế giới. Chấn động vang diệu âm, phổ cáo Phật ra đời, chúng trời người rồng thần, tất cả đều hoan hỉ. Đại địa đều phát sinh 6 thứ chấn động, vang ra diệu âm, phổ cáo tất cả. Nói Phật đã xuất hiện ra đời, tất cả chúng trời người rồng thần đều hoan hỉ vui mừng. Trong mỗi lỗ chân lông hiện biển hóa thân Phật, 10 phương đều đầy khắp tùy chúng nói diệu pháp. Mỗi lỗ chân lông của mỗi chúng sinh xuất hiện biển hóa thân của Phật, 10 phương thế giới đều đầy khắp pháp thân Phật, tùy căn cơ của chúng sinh mà diễn nói diệu pháp. Thời ta ở trong mộng thấy thần biến của Phật, cũng nghe pháp vi diệu, tâm sinh đại hoan hỉ. Lúc đó ta đang ở trong mộng, nhìn thấy tất cả thần thông biến hóa của Phật, cũng nghe được pháp thâm sâu vi diệu, trong tâm sinh đại hoan hỷ. Một vạn chủ dạ thần cùng ở trong hư không khen ngợi Phật ra đời, đồng thời giác ngộ ta. Lúc đó có một vạn chủ dạ thần cùng ở trong hư không khen ngợi Phật xuất hiện ra đời, đồng thời cũng giác ngộ ta. Hiền huệ ngươi hãy dậy, Phật đã hiện nước ngươi, biển kiếp khó gặp được, ai thấy được thanh tịnh. Các vị đó nói, hiền huệ phu nhân, người hãy dậy đi, Phật Đức Hải đã xuất hiện ra đời trong nước của nhà ngươi. Dù trải qua biển đại kiếp cũng khó gặp được Phật ra đời, ai thấy được Phật thì liền đắc được thanh tịnh. Bấy giờ ta bèn dậy, liền thấy quang thanh tịnh, xem đó từ đâu đến, thấy Phật ngồi dưới cây. Lúc đó ta bèn tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy được quang minh thanh tịnh. Ta quan sát quang minh đó từ đâu đến, thì thấy Đức Phật Đức Hải đang ngồi dưới cội Bồ Đề thành Phật.
Các tướng trang nghiêm thân như núi chúa châu báu trong tất cả lỗ lông phóng biển đại quang minh. 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Phật trang nghiêm thân như núi chúa châu báu từ trong tất cả lỗ lông của Phật phóng ra biển đại quang minh. Thế rồi tâm hoàn hỷ bèn sinh niệm như vậy, nguyện con được như Phật, sức thần thông rộng lớn. Ta nhìn thấy rồi trong tâm rất hoan hỷ, bèn sinh ý niệm như vậy. Nguyện cho con tương lai cũng được như Đức Phật, đầy đủ sức thần thông rộng lớn. Bấy giờ ta đánh thức đại vương và khuyến thuộc, khiến thấy quang minh Phật, tất cả đều vui mừng. Lúc đó ta bèn đánh thức đại vương và khuyến thuộc, cũng khiến cho họ thấy được quang minh của Phật, khiến cho tất cả nhân dân cả nước đều hoan hỷ vui mừng. Vì chủ dạ thần nhiều đời nhiều kiếp tu phước tu huệ tu công đức đó, cho nên bất cứ phát sinh âm thanh gì đều là đảng thuyết pháp, sẽ nói tất cả tiếng diệu pháp. Nếu tâm bạn có chút thành tịnh thì sẽ được quang minh của Phật chiếu đến, khiến cho bạn nghiệp chứng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Có người nói khi ngồi thiền thì cảm thấy thân thể như pháo nổ tung, đó là một thứ trạng thái, do đó động thì biến, biến thì hóa. Nó nổ tung như vậy thì phiền não vô minh của bạn tiêu diệt rất nhiều. Bất quá đừng chấp trước vào nó là cảnh giới tốt hoặc là cảnh giới xấu, mà cần phải tiếp tục dụng công. Như vậy giống như bụng đói thì phải ăn cơm, ăn no rồi thì được, đừng nghĩ tưởng ăn vật đó tốt như thế nào, dở như thế nào. Vật tốt ăn vào trong bụng tiêu hóa như thế nào, vật dở ăn vào trong bụng tiêu hóa ra sao, đừng nghĩ đến những thứ đó. Bất cứ thức ăn ngon dở đó vào trong bụng tự nhiên sẽ tiêu hóa. Cảnh giới cũng như vậy, xuất hiện một cảnh giới cũng đừng nghĩ nó là tốt hoặc không tốt. Khi bạn truy cầu tốt hay không tốt thì rơi vào đệ nhị nghĩa đế, chứ chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, vì bạn động niệm. Do đó có câu: niệm động trăm sự có, niệm dừng vạn sự không, tâm dừng niệm bạt chân phú quý, tư dục đoạn sạch chân phước điển. Bất cứ bạn dụng công phu gì nhất định phải đoạn trừ tư dục của bạn. Nếu không đoạn tư dục của bạn thì bất cứ bạn có cảnh giới gì cũng đều là lung ra. Dục niệm của bạn gừng hẳn rồi thì mới là chân chánh phú quý, tư dục đoạn sạch thì mới là chân chánh phước điển. Bấy giờ ta với vua, người theo ngàn vô ức, chúng sinh cũng vô lượng, cùng đi đến chốn Phật. Lúc đó ta với vua và hàng ngàn vạn người đi theo, cũng có vô lượng vô biên chúng sinh cùng nhau đi đến chỗ đạo tràng của Đức Phật Đức Hải. Ta trong hai vạn năm cúng dường Như Lai đó, bảy báu bốn thiên hạ tất cả đều cúng thí. Ta trong hai vạn năm đều cúng dường Đức Như Lai đó, dùng đủ thứ bảy báu nhiều như bốn thiên hạ tất cả đều cúng dường bố thí. Bấy giờ Phật đó nói: kinh công Đức Phổ Vân ứng khắp tâm quần sinh, trang nghiêm các biển nguyện. Lúc đó Đức Phật đó nói: kinh công Đức Phổ Vân ứng khắp tâm tất cả chúng sinh mà trang nghiêm các biển nguyện đã phát ra thời quá khứ. Dạ thần giác ngộ ta, khiến ta được lợi ích, ta nguyện làm thân đó giác những người phóng dật. Lúc đó có một vị dạ thần giác ngộ ta, khiến cho ta được lợi ích, ta bèn phát nguyện làm thân dạ thần để giác ngộ tất cả những người phóng dật không giữ quỷ cụ. Từ đó ta phát tâm bồ đề nguyện tối thượng, đi đến trong các cõi tâm ta không quên mất. Ta từ đó phát tâm vô thượng bồ đề cho đến hiện tại, dù đến đi trong tam giới 25 cõi, sinh rồi chết, chết rồi sinh, trong tâm ta vẫn không quên hoặc thiếu mất tâm bồ đề. Từ đó sau cúng dường mười ước na do Phật, luôn thọ vui trời người, lợi ích các quần sinh. Ta từ đó về sau bắt đầu cúng dường mười ước na do tha chư Phật, luôn luôn thọ sự an vui của trời người, ta lợi ích khắp hết tất cả chúng sinh.